Ah, Rome. Her glory once brought light to the world, driving the shadows away. But it could not last forever. They whisper that the end of days is upon us. Emperor Theodosius, his sons divided our great empire, as if it were a plaything to be shared. As Rome fades, our new seat of power at Constantinople grows. Gold and silk flow through our markets, and our coffers swell with new trade. But the Visigoths have taken our division as a portent of opportunity. And King Alaric marches on our border with Dacia. To the east, the Sassanids' motives are clouded. Our truce holds, but any redeployment to face Alaric will not go unnoticed. Western Empire's power wanes, overwhelmed by slavering barbarians from the north. Is now the time to amputate this diseased limb? Could this be our opportunity to reclaim the Empire? Behold, the white horse, a crown given to us. And we shall go out to conquer, just as we have done 1,000 times before. In the name of Almighty God! Xin chào mọi người tới cả PC của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn series tuần qua. Và bây giờ sẽ là phần tiếp theo sau cái phần Shogun như là Rome 2 đúng không nào? Thì bây giờ sẽ là cái phần Attila. What the fuck sẽ là Attila nhỉ? Tên kỳ quặc quá. Được rồi. Bây giờ thì các bạn nhìn xuống phần mô tả dưới video nhá. Mình có để link download. Nó gồm một cái file game full ở đây. Đây là file game full edition. Nặng là 20.6 GB nhá các bạn. Và một bản crack cũng như là một bản biến hóa nữa. Đây cũng là một trong những phần Total War được một nhóm biến hóa thế này. Nhóm nào nhỉ? Hình như là nhóm game tiếng Việt thì phải. Chắc là vậy. Thì bây giờ cài đặt cái tựa game này thì các bạn hãy download 3 file này về nhá. Sau đấy các bạn hãy giải nén nó ra như mình ở đây. Đây mình sẽ mở file game lên trước nhá. Mình chạy file setup. Cái phần cài đặt này nó khá giống với cả cái phần phần Shogun 2 đúng không nào? Mà trước đây mình đã giới thiệu với các bạn. Mình chạy file setup và chọn ngôn ngữ. Rồi, sau khi chọn ngôn ngữ là tiếng Anh thì ở đây chúng ta sẽ ấn next nhá. Rồi các bạn ấn vào browser. Chọn vị trí các bạn muốn lưu cái tựa game Attila Total War này lại. Mình sẽ lại một lần nữa, lưu thẳng ở đây. Rồi ấn next. Mình sẽ chọn Don't create a start menu folder. Sau đây ấn next. Next và install. File game nặng 20 GB, vì vậy quá trình cài đặt thì cũng phải mất gần nửa tiếng đấy. Cho nên là mình sẽ tua qua đi nhá. Rồi, sau khi cài đặt xong thì các bạn hãy ấn vào tích chọn ở ba cái này nhá. Sau đó thì finish. Ở đây các bạn chọn escape. Next. Next. Cài đặt direct với cả về sau có bóng mà. Đây là phần tiếp theo của Rome. Ngay sau phần Shogun. Attila, sao lại là Attila? Nghe cái như là cái xe máy vậy. Phát.
chuyện đấy. Đọc sau đó ấn install. Cài đặt CV cộng 2008. Rồi, edit. Ở đây thì các bạn chọn repair nhé. Những bạn nào không có thì nó sẽ không có cái bảng này đâu. Còn những ai mà có rồi thì nó chọn một là các bạn remove ra để cài lại, hai là repair, mình chọn repair. Sửa lại. Edit. Rồi xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại file game nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục vào đến file Crack Plaza ở đây. Copy ba cái này lại. Tới nơi mà chúng ta đã cài đặt Attila. Cài đặt hãng xe máy nổi tiếng. Rồi ấn tắt. Replay the file. Rồi tiếp tục quay lại file Việt hóa. Ở đây đó là tôi thường hoa Việt hóa V1. Data. Đây, local VPack. Copy. Sau đó thì quay lại file game. Vào đúng cái data. Dán ra thôi. Nên mà đúng nào. Có những bạn nào thích chơi tiếng Anh hay tiếng gì đó thì các bạn đừng có copy cái bản Việt hóa này vào nhá. Nhưng ai thích chơi tiếng Việt thì mới copy cái bản Việt hóa này vào thôi. Mình thì copy vào cho nó dễ. Rồi. Đây là sao cái icon của nó trông hãm thế nhỉ? Không icon nào khác à? Đấy, trời ơi. Chọn hình thù trông khó nhìn. Rồi. Bây giờ mình sẽ vào Attila và Attica. Open. Gì đặc sắc nào? Hả? Mua. Rome 2 này, Shogun này, Shogun 2 này. Napoleon. Napoleon thì cũ quá nhỉ. Như mình đã nói từ trước ấy, mình sẽ giới thiệu các bạn từ cái phần Shogun 2 trở đi thôi. Còn những phần trước đó thì đồ họa nó khá là tệ, cho nên là mình sẽ không giới thiệu. Mình tập trung những cái phần hay nhất của cái CD Totem Hoa cho các bạn. Và bây giờ trên Attica. Đây thôi. Xin thế âm thanh to thật. Đợi tí nhé các bạn. Nó cũng loát khá là lâu, giống với cả cái Shogun 2 trước đây mình thiệu các bạn. Loát lúc đầu rồi. Tại vào lần đầu tiên cho nên nó loát lâu như vậy nhé các bạn. Vào những lần thứ 2, thứ 3 nó sẽ không loát như vậy đâu. Nó chỉ loát có một lần thôi. Tắt đi bật lại cho nó chắc. Mệt mỏi quá. Có cái game này. À, tắt không được luôn. Italia. Thời gian quá. Này các bạn có thể thấy Việt hóa hết rồi đúng không nào? Rất là tích. Bây giờ mình sẽ nhảy vào option vào. Đồ họa. Chất lượng tối đa. Chất lượng tuyệt đỉnh. Bằng cách nào mà nó vẫn to nhỉ? Các bạn đợi một chút nhá. Rồi. Phán luôn rồi với. Rồi. Quay lại nào. Nãy mình bật nhỏ âm thanh là bật nhỏ cái âm thanh bên ngoài rồi. Vừa xin. Chất lượng tối đa. Thử bên Mac phát. Wow, cái này là vào vai quân Mông Cổ à? Kinh nóng và lạnh dẫn đến thương vong cho quân sĩ vốn không quen sống và chiến đấu trong môi trường đó. Vậy à?
lâu quá nhỉ. Ui dồi, FPS 30 ạ. Trời ơi. Không ổn rồi. Khiếp thật. Setting như này được FPS 30 thì toi rồi. Được rồi. Vừa thôi. Chất lượng tối đa. Đây phải mấy phần rồi nhá. Cái việc này sẽ giúp chúng ta quyết định được xem là cái đồ họa là cái lối thiết kế gì à? Cái thiết lập đồ họa nào nó phù hợp nhất cho cái máy tính các bạn để chơi tựa game này với hình ảnh chất lượng là tốt nhất 60 fps. Tránh tấn công các vị trí bao vây bởi cao điểm, vì quân đội dễ bị bao vây phục kích hoặc nơi đầm lầy. Không còn bị giật hình nữa các bạn à. Nhưng mà FPS vẫn không được 60. Mình chạy một lúc xem những phân cảnh to hơn như thế nào. Giờ bắt đầu thấy giật này. Trời, tụt xuống 30 luôn. Khung cảnh to hơn nữa. Còn 35. Khó nhỉ. Giảm phát nữa thôi mà. Nỗi đau lớn nhất trong sự may mắn của kẻ thù đó là ta từng có thời gian hạnh phúc bên chúng. Cái phần Attila này thì mình không biết là lấy bối cảnh ở đâu, nhưng mà theo hình ảnh này thì có vẻ là lấy bối cảnh ở Mông Cổ các bạn ạ. Đây rồi, 70 fps. Mà chiến trường nhìn Sida hẳn các bạn ạ. Chẳng còn khói lửa gì nữa. The fuck. Ngồi, không còn bị giật hình nữa này. Nhưng mà các hiệu ứng của hình ảnh bị giảm đi đáng kể các bạn ạ. Đặc biệt là khói lửa. Trông khá là rõ mắt thường. Và thôi, chúng ta sẽ tôn trọng cái mức FPS chuẩn mực đó là 60 fps. Mình sẽ để cái chất lượng như thế này. K của mình là K 150 Ti nhé các bạn. Rồi, bây giờ làm gì nhỉ? Chơi game mất nhỉ? Chiến lịch sử multiplayer. Cái gì đấy? Bách khoa toàn thư. Hả? Ui. Quả là bách khoa toàn thư. Chiến dịch vĩ đại, người La Mã cuối cùng. Thời đại Charlemagne. What the fuck? Quân Mông Cổ à? Ủa, chiến dịch vĩ đại quá nhỉ? La Mã, bộ lạc du mục. Không phải đâu, nó phải Mông Cổ đâu. Đây là bọn nào ấy, trông giống như người Viking vậy. Ui, xấu ạ. Đồng bằng Calanonia, Autus, Dara, Samara. Nơi mở đầu. Chi tiết nhân vật cho phép kiểm tra chi tiết nhân vật. Chi tiết lực lượng cho phép kiểm tra chi tiết lực lượng. Đoàn kết, di chuyển, hiệu ứng. Đạo quân. Xem công trình. Từ game này theo mình được biết thì nó kế thừa rất nhiều những cái giá trị tinh túy nhất của cái phần Shogun cũng như là cái phần Rome. Khi mà đầu tiên là về phần âm thanh hình ảnh, sao mình cảm giác là cái nhạc vẫn rất là to nhỉ. Nâng cấp nhiều hình ảnh lối chơi, đúng rồi. Đặc biệt thì cái phần
không biết mình nói các bạn có nghe không nhỉ? Chắc cái nhạc nó to vậy. It is AD. Thôi. Ui, nó không cho mình ALT tab luôn. Nâng cấp về hình ảnh, âm thanh. Đặc biệt là lối chơi. Lối chơi của Attila thì đã cải thiện rất là nhiều so với cả phần Rome 2. Khi mà cái phần Rome 2 ấy, thì nó bị coi là quá chú trọng vào các trận chiến. Còn đến cái phần Attila này ấy, thì nó lại cũng nó vẫn áp dụng cái lối cũ, đó là chú trọng vào các trận chiến, nhưng mà nó xây dựng thêm cái phần đó là giúp chúng ta có cái phần nhập vai hấp dẫn hơn rất là nhiều so với cả phần Rome 2. Đó, bắt đầu rồi. 5370. Trong đây chúng ta sẽ được vào vai vua này, sau đó thì còn xây dựng đất nước rồi là các thứ. Không ALT tab luôn, căng nhỉ. Rồi, không cho ta ALT tab gì. Vặn nhỏ âm thanh này xuống, làm gì đây tao. Không biết các bạn nghe được không, nhưng mà mình cảm giác âm thanh rất là to, rất là khó chịu. Được rồi, chúng ta có thể vào vai vua trong cái đất nước của chúng ta, rồi chúng ta quản lý dân, rồi là quản lý bộ máy chính trị các thứ. Nói chung là chúng ta sẽ phải làm rất là nhiều việc trong cái tựa game này. Còn chọn vợ, chọn con các kiểu rồi, chuyện quá lắm. Đây là quân đội của chúng ta, trông khá là buồn cười. Là quân đội không nhỉ? Trông có vẻ đang chĩa giáo vào đây thì đúng hơn đấy. À không, chĩa giáo ra ngoài. À, di chuyển camera bằng phím ASD, định hướng camera bằng cách giữ chuột giữa. Thay đổi độ cao camera bằng cách lăn chuột. Rồi. Giữ shift để di chuyển camera nhanh hơn. Ok. Các đạo quân trong Total được chia thành các đạo quân nhỏ, lệnh được chỉ định cho các đạo quân, chứ không phải cho từng quân lính. Ok. Sao điều khiển nhỉ? Đó heo. Tấn công kỵ binh. Nó xả lôi chúng nó đi. Đó. Đó, làm gì tới đây các bạn? Sao mình ấn chuột không được cái gì hết? Này. Chỉ kiểm tra thôi, không làm gì được cả. À, ở đây coi nhóm quân của nó. Này, quân của nó nhìn có vẻ trang bị ngon lành hơn hẳn. Quân mình trông như toàn nông dân đấy. Bây giờ lên tấn công nhỉ? Let us go to them before they change their minds and attack. Chọn các đạo quân bằng cách click trái. Chọn một nhóm bằng đạo quân bằng cách click trái và kéo chuột xung quanh chúng. Đây, như thế này. Di chuyển. Tất cả cùng di chuyển. The Ostrogoths are advancing. Này, con mình trông cùi kinh khủng, thay cái nó còn cởi trần đấy. What the fuck? Này, bọn nó nhìn thì ngon chết ra. Đứa nào ra đứa đấy. Này, trang bị tận răng. Ê, con mình trông chối quá. Được cái đông hơn các bạn ạ. Đạo quân cởi trần. Má trưởng, lại còn leo trèo cái gì đấy. Chuyển đánh nhau à. Trận đấu đầu tiên của mình trong Attila. Chạy đây anh em. Toàn là quân cận chiến nữa các bạn ạ. Rồi, để giữ chiến thuật như lúc nãy của mình. Đạo giáo này. Remember that help and advice is available as we advance into battle, chieftain. Learn to rely upon it. Đạo giáo thứ hai. Xe đây. Di chuyển nhanh lên.
Còn là đạo này và đạo này. Trung phong tấn công thẳng trực diện luôn. Lên đây em ơi. À, con này tự tách ra. Warriors, draw your swords. 10 solid eye to the one who brings in the head of the enemy commander. Ở đây anh em ơi. Chúng ta đang có lợi thế ở đỉnh rồi. đoàn cởi trần lên trước rồi anh em ơi. Try to maintain a battle line. Do not let them surround us. Our warriors fight best with the enemy to the front. Nhanh 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 nhanh. Không đoàn này sao? Đứng đây cổ vũ cái gì, lên mà đánh đi. Chưa đánh đã chạy rồi, what the fuck, really? Đầu hàng, chưa đánh đã đầu hàng rồi. Quân trang bị ngon mà đánh một người vậy. Chặn nó lại, chạy xuyên qua. Sau đánh từ phía sau. Tập trung nào, tập trung nào. Rồi, tấn công. Các bạn có thấy chưa? Mấy thằng này đứng ngoài hò chứ không có vào đánh. Có dậy không? Con đám này á. Lộn xộn kinh khủng. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Về đó. Dí đó. Đoàn quân cởi trần của chúng ta đã chiến thắng vang dội. Chứ đánh cái này nó nhảm nhí thật. Ồ, kỵ binh này. Quân nào ấy? Một tấn công khác đã phát hiện. Nhưng mà chúng ta bị hai đội tấn công à? Ôi, về phòng ngủ, về phòng ngủ, về phòng ngủ, nhanh. The Ostrogoths have flanked us and are attacking the town. Defend your homes. Chết rồi. Nhanh mà ôi, bộ đồ cưỡi ngựa đông quá. Có quân nào thủ trong nhà không? À đây có quân thủ trong nhà. Unite your forces and drive out the invaders. Do not let the town fall. Di chuyển không nhỉ? Ôi, đáng rơi mặt này. Có hai cái cổng ở đây. Chia ra chặn bọn nó lại. Be sure to position your troops accurately in battle, chieftain. Have each unit cover the flank of the next. Ồ, có bên này nữa, nó vào bên này sao nhỉ? Hở quá. Ôi, cái chặn bọn nó lại đã. Anh, quân chủ lực sắp về rồi, đợi tí nào anh. Đông quá nhỉ? Rồi, lên trước à? Mày quá, đánh bên quân chủ lực. Nhưng mà quân chủ lực sẽ vừa về kịp. Cái gì nữa? Direct them to land on shore. They will be needed at once. Lên bờ, lên bờ. Ở đây em ơi. Chơi nó. Rồi. Word reaches us that these raiders are Huns, a people from the east. No doubt in the. Bên này bọn nó đánh có lợi quá nhỉ. Let us show them our fighting skills. The Huns will rue the day they made a pact against us. Quán này sang bên này đi. Toán thôi, toán còn lại sẽ đánh vào phần chỗ này. Ô, nó lọt vào trong. Á! À! Đâu, quân của em đâu, nhanh nhau. Chết rồi, nó lọt vào nhà thôi. Keep them protected.
Ui, cái đám này chậm thế nhỉ. Ui, bắn chết hết rồi. Hôm nay nguy hiểm nhỉ. Chết rồi, tan cửa nát nhà rồi. Cái gì đây? Con tên à? Xoay đầu hàng. Chia ra nào, chia ra mà chạy nào. Một toán sang bên này, giải quyết đám này nhanh. Ôi, khó điều khiển quá. Con này là quân cung thủ à? Không. Ơ, nãy chúng mày đến hùng hực lắm mà. Sao giờ cứ cắm đầu cắm cổ chạy hết đấy. Thằng nào dương cờ trắng chạy này. Sao lại mấy con ngựa nhỉ? Con địch có vẻ đầu hàng các bạn ạ. Tận diệt. Chạy ở đây. Thắng rồi các bạn ạ. À. Đám nào ở đây? Ui. Đông thế nhỉ? Đây là đánh liên tục rồi, quân mình thì hao tổn không biết bao nhiêu rồi. Rồi, đi bên trên nè. Quay lại nào, quay lại nào, quay lại nào. Rồi, chạy bọn này đi. Lên trên anh em ơi. Di chuyển, di chuyển, di chuyển, di chuyển. Chết rồi, bộ binh kịp di chuyển không nhỉ? Chặn nó đây, chặn nó đây. Nó vào không kịp là toang ấy. Kỵ binh cưỡi ngựa bắn cung. Ui, kỵ binh giáo. Này toàn kỵ binh thôi. Con mình lại chạy học bóng mồm. Được rồi, chủ động tấn công. Ui, xong rồi, đám này nó vào không nhỉ? Ui, nó bắn trả luôn kìa. Bắn đây anh em ơi. Rồi, tràn vào nào. Chiếu đập vào cái đám cưỡi ngựa bắn cung rồi. Thôi nói anh em ơi. Thôi, gần đánh trước. Chờ đứa đi. Rồi, đám kia đầu hàng. Vậy thì mấy cái này ra đây nào. Toàn bộ luôn. Đến đây, đến đây, đến đây, đến đây, đến đây. Đến với anh nào. Mấy vì Dalga thôi. Này, bọn kỵ binh này là khó chịu nhất này. Bọn cưỡi ngựa. Rồi, con mình chạy bộ chạy chậm quá. Dù con nó đầu hàng vãn nhưng mà chạy kìa, chạy tưng bừng kìa. Còn ai không? Rút về, rút về, rút về, rút về, rút về, rút về. Rồi. Thực ra cũng chỉ cách chúng một nhát gươm mà thôi. Kết thúc trận chiến. Có đấu lại, what the fuck, rảnh à? Ở đây đây. Rồi, đó là một trận chiến đơn giản của Totten War Attila. Xem nào.
Còn trong game này chúng ta sẽ còn rất nhiều các cái chức năng chế độ khác nữa như mình đã nói lúc nãy, giống như là cai trị đất nước, rồi là các kiểu chọn vợ chọn con các thứ nữa, rồi là đối phó với cả tham nhũng, cho đối phó với cả nhiều quân tấn công cùng một lúc, rất là phức tạp, rất là khó chịu. Thì đó là một phần cái lối chơi của Totten qua Attila thôi. Có lẽ mình sẽ dừng ở đây thôi. Lại loát rồi. Chọn Aradel, Last Manager. Tạm biệt. Totten qua Attila. Chưa nào? Mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download, cài đặt và phiên hóa các tựa game Totten qua Attila, A of Chalea Magne, các tắt cái gì đấy. Chưa nào? Thì chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like và Facebook để cập nhật những game mới nhất mình chia sẻ nhé. Bây giờ thì tạm biệt các bạn.